tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Một số sai thường mắc khi khuỵu gối không thẳng lưng hoặc ngồi với tư thế quá cao. Cách sửa: 1. Tập tư thế khuỵu gối chưa tập phối hợp với cả động tác 2 đến 3 lần. 2. Tập tư thế khuỵu gối phối hợp với cả động tác 1 đến 2 lần.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, nhịp 1, chân trái đứng sang ngang cho bóng vai, đồng thời hai tay sang ngang, lòng bàn tay nữa, nhịp 2, tay trái trong hông, tay phải áp sát tay, nghiêng ngược chân trái, nhịp 3, trở lại như nhịp 1, nhịp 4, về thế chuẩn đi, nhịp 5, 6, 7, 8, tương tự như 1, 2, 3, 4, nhịp đổ chân, 5, 6, 7, 8. Một số sai thường mắc. 1. Tay không áp sát mang tai và bị co hoặc ôm lấy đầu. 2. Thân trên bị gập về trước, lườn không căng, chân bị co. Cách sửa: xem lại video để hình dung lại động tác. 2. Thực hiện chậm từng động tác. 3. Tay chống hông đẩy mạnh để căng lườn về phía bên kia. Động tác chân nở, bắt đầu. 1, 2, 3.